Nó tùy theo ấy đấy, mà xem phát vào cái sim Vina này nó có ra cái thẻ thống gì không. Còn về thì anh em nên mua một cái chậu đẹp cho cây lên thì nó sẽ ra như thế này. Đây là cái đơn hàng mà từ trước đây 3 tháng trước khi huấn, còn sau khi quen làm huấn thì toàn bọn nhanh nhoài. Đây, nên chậu thì nó như thế này. Mà cái chậu này chậu đắp tay nó đắt lắm đấy. Chậu này trước đấy là ông bạn gì ông ấy có nói cái chậu này là ở Việt Nam là có thương hiệu của ông gì ông ấy đắp rồi đấy. Đây này. Chậu hôm trước là mình bảo là chậu đá nhưng có phải chậu đá đéo đâu. Xi măng đắp tay. Ở mình là ít làm này, là hoa cây cảnh ít làm. Rồi cái chậu này nó đắt. Chả biết là quy mô của một cái chậu này thì bao nhiêu tiền, tí nữa phải hỏi ông anh. Đấy, còn đắp rất là đẹp. Còn cho cây lên thì nó như thế này. Đấy. Đấy. Còn nó đang rất là nhiều lụ đây, quay cho các ông. Xong rồi tí nữa 1:30 xe nó đến thì quay cho cái ông trong lúc cẩu cây. À, lúc mình cẩu thì nói chung là cho có công ăn việc làm. Còn giới thiệu cho các ông là cái chậu đẹp cho cây lên thì nó như thế nào. Còn ví dụ như là tường vi là cây gì và tường vi lục bình thì nó như thế nào. Và Việt Nam thì tại sao mà không làm được. Và Việt Nam nếu mà các loại khác ví dụ như là quất quýt Tết, các bạn sẽ thấy tôi quay cho các bạn cái cây quất mấy cây à cây quýt, thường là cây quýt làm lục bình nhưng mà tại sao mà không bằng bên Trung Quốc. À, đấy, đây sẽ nói cho. Anh có cây gì thơm thơm không? Thơm thơm thì tầm này bây giờ là sen nó cũng thơm, mà không thì cái cây bạch thiên hương. Ủa thơm thì nhiều lắm, hoa hồng nó cũng thơm. Nhiều loại thơm. Để tôi xem cái tường vi này có thơm không. Tự nhiên ông kia ông hỏi là có cây gì thơm thơm không, thì bây giờ phải xem bao nhiêu năm rồi ấy tường vi nhưng mà không biết là nó có thơm hay không. Đây là cái tường vi này, tường vi hồng này. À, lụ của nó này, cái mùa này thì nói chung là mùa hè này là mùa của tường vi này. Nói chung phải dí dí mũi vào mới ngửi được thì nó cũng không thơm. Nó cũng không thơm. Cái dòng này nói chung là các ông ấy cứ bảo là thơm hay thiếc thì tôi nghĩ là nó cũng không thơm. Đấy, đây là cái tường vi hồng này. Đây. Còn quy cách đóng gói rồi gửi đi đây. Tức là bọc cái thân này để tí nó khi cái phần thân này là phải bọc như này để khi mà nó đi ấy, thì nó không xước cái thân, cứ cái phòng chỗ phòng to nhất là phải cuốn. Còn bên kia nó phải cuốn bằng xốp cơ. Còn đây là tường vi đây này. Tường vi này là một trong những cái dòng cây nó rất là dễ sống. Nhưng mà bị cái là đến mùa này thì nó rất là đẹp. Đây là gọi là tường vi hồng. Đấy, nụ của nó này. Và nó nở liên tục trong mấy tháng này. Ông sẽ thấy còn ngoài cái tháng này ra thì ngoài cái lúc mà rộ hoa không phải tháng này đâu, nó phải hết cái mùa này, hết cái mùa hè này. Thì sang đến thu thì bắt đầu đến mùa đông bắt đầu nó chút lá. Thì các ông sẽ thấy là nó không còn tí lá nào, các ông tưởng cây chết nhưng mà không chết đâu. Bọn này nó cũng là dễ, cái dòng dễ sống. Còn đây là cái tường vi đỏ, hoa của nó đây. Còn ngoài ra thì có một cái tường vi nữa gọi là tường vi huyết long cơ. Nó đỏ đỏ thấm cơ. Lá nó cũng là lá thấm chứ không, lá đỏ thấm ấy, chứ nó không phải là lá xanh như này. Ở bên Trung Quốc nó cũng ấy. Nhưng mà bây giờ quay cho các ông các cái cây là người ta làm lục bình. Bạch thiên hương ở đây thì không có, tại vì đây là cái mô hình cây cây nhập. Phải nói chung là cái bạch thiên hương thì nó là cũng là cái dòng dòng rẻ tiền ấy. Cho nên là cái phân khúc khách hàng của tôi thì lúc nãy tôi có nói với các bạn là có cái thủy nó bán hôm trước là nó có ảnh xong rồi nó chụp cái cây hình như là triệu mấy ấy thì là chắc là bán từ cây ý. Chứ còn nếu mà bạch thiên hương mà anh em chúng nó bán mà mấy chục thì tôi không 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 làm. Cái loại chỉ có bán cho nhà vườn, người ta đấy đâu đấy đầu nghìn đầu vạn cơ. Còn các bạn chơi thì thường là cái phân khúc mà tôi bán thì nó phải là cái dòng tiền triệu trở lên. Đây, còn cái quy cách mà đây là những cái cây này gọi là cây dâm ủ nha, không phải cây đánh thẳng. Đây là rễ nó ra này, thì cái cây dâm ủ thì nó sẽ bền hơn, hiểu chưa. Có cây hồi á, cây hồi là cây để ăn quả hay là cây gì, cây cũng là cái dòng cây nhập đúng không. Ở đây thì chắc là cái cây ô liu thì các bạn là chắc là ở trên TikTok ít thấy. Còn nhiều người người ta ta sưu tầm những cái dòng cây mà ví dụ như người ta hỏi cây hồi là khéo không, là các bạn ở trên mạng là cũng chả biết. Ở đây có cây ô liu mấy cây gì gì ấy. Ở làm nông nghiệp như thế này là các cái dòng cây độc lạ ở bên Trung Quốc, xong rồi nó các cái dòng như thế này thì là về Việt Nam mới ấy được ấy. Chứ còn ví dụ các bạn hỏi cây hồi mà cả nước Việt Nam có 10 ông mua ấy thì chắc là phải đợi đến khi nào có khoảng tầm 100 ông mua thì bắt đầu mới nhập về Việt Nam. Đấy, còn cái vấn đề là làm lục bình để ra kia cho các ông xem cái những cái cây mà
nó chưa cuốn thân này nhá. Còn mỗi cái cây này là cái lục bình bằng cây gì, là cây tường vi, gọi là cây cây hoa tường vi nhưng mà thực ra là cây hoa tử vi. Đây, tên của nó các bạn có thể đánh chữ tường vi lên Google thì nó sẽ tra, mấy Wikipedia nó sẽ cho các bạn là cây tường vi là cây gì. Hoa của nó đây này, nếu mà ở Việt Nam với cả các thứ thì nó sẽ thường là cái màu hoa hồng này. Thế này, nó hay là cái màu hoa hồng này. Nhưng ở đây thì nó có hai cái dòng hoa đỏ. Thế tôi ngắt luôn hoa để tôi mang đi cho các ông, cho cái người sau người ta không biết. Mỗi cái này thì cái thủy nó bán khoảng đâu đó chắc là hơn chục. Đây, khách xem live stream này bảo là tại vì là trước đấy thì có thể là cái khi hàng nó về thì đắt. Đấy, bây giờ thì nó rẻ hơn. Đây là hai loại hoa, tường vi hoa đỏ và tường vi hoa hồng. Ở Việt Nam thì thường là cái dòng này, nó cùng họ mấy cây bằng lăng ấy. Ở trong Nam là hay biết cây bằng lăng ấy. Đấy, đây là hai cái dòng này này. Đấy, các bạn có thể tra thì ở Việt Nam thì hay có cái dòng này, hoa hồng. Còn đây là cây hoa đỏ. Còn một loại nữa là đỏ thắm cơ. Đấy, bây giờ nó đang rất là nhiều lụ. Bây giờ mới vào mùa thôi. Một số cây nó ra hoa sớm thì nó ra hoa rồi. Đấy, nhưng mà nó liên tục trong năm, à liên tục trong cái mùa này. Nó kéo dài mấy tháng. Chắc là nếu tôi đấy không nhầm thì nó phải hết hè này, nó phải 3 tháng liên tục như này nhỉ. Đấy, tại vì hè này thực ra là những cái năm trước mình không để ý ấy. Thứ nhất là vào cái thời điểm con nó nghỉ hè thì mình cho con nó đi chơi thế nào cũng không tập trung bán cây bán kiếc ấy. Còn ra đây cho các bạn xem cái quy cách là những cái cây mà chưa bọc thì nó như thế nào thì các bạn nhìn rõ hơn. Còn các cái cây này là đã về Việt Nam dâm ủ là nó đâu đó là từ trước Tết. Đây cho các bạn xem cách làm lục bình ở bên Trung Quốc. Ở ngoài kia mới còn có cái cây chưa bọc. Hôm nay lấy nguyên một xe. Khách lấy nguyên một xe. Chắc là nếu mà một cặp cái thủy nó bán cho các bạn thì dưới 30. Bình thường anh em chúng nó bán tầm 15.000 một lục bình. Còn ở đây là nó có hai cỡ. Một cỡ thì rẻ hơn. Nhưng mà hỏi cái thủy nhá. Các cái vấn đề giá với các thứ là hỏi cái thủy, nhưng mà tôi cứ báo trước cho các bạn là tầm đâu đó là chục hơn chục một cây chưa chậu. À, thêm chậu là thêm tiền. Còn cái việc cái thủy nó báo bao nhiêu thì tôi cũng không để ý đâu. Còn anh em bình thường anh em chúng nó bán hoặc chạy quảng cáo hoặc thế nọ thế kia là tầm 15 triệu một bình. Còn đấy là gọi là giá lẻ. Giá lẻ là cho mọi người, mọi người lấy nhiều lấy ít thì tôi cái thủy nó phải báo giá được. Đây. Chưa quấn thì nó như thế này. Đây, đây này. Đây bây giờ cho các bạn xem cái thân nó như thế nào nhá. Hoa đây. Bây giờ đầy nụ. Thân đây. Thân ở bên Trung Quốc thì cái lục bình này nó làm bằng cái một cái trụ. Đấy là hướng dẫn các ông để làm, kể cả là ví dụ như là mộc hương này. Tía ra cho các bạn xem cả mộc hương. Mộc hương làm lục bình và tùng Na Hán làm lục bình. Ở Việt Nam thì chắc là không ấy được. Ở bên kia nó làm cái khung này. Các ông nhìn rõ chưa? Các ông có nhìn rõ cái khung không? Đây này, cuốn mẹ cái này vào. Đây này, khung này. Làm rất chắc chắn nha. Hai người, ba người, bốn người ở xung quanh nay không đổ. Xong rồi nó liền nhau này. Nó liền như này là cây đã lâu. Đây. Đây này, cái trục dọc thân này. Xong rồi nó làm những cái vòng. Nó làm những cái vòng như này. Đấy, nó hàn ở giữa. Bắt chéo nhau. Đây nó đang lấy nét ở chỗ ấy kia. Nó đéo lấy nét để cho các ông để xem cái khung đấy. Đấy, đây này. Tôi hôm trước tôi có đếm rồi, hình như là 7 hay 8 cái khung như này này. Đấy. Xong rồi tất cả những mối này đều liền hết như này. Đấy. Bình thường là các ông phải xem ra là các ông làm mộc hương này. Các ông làm mẫu đơn mình đang rẻ ấy. Nhưng mà thực ra là bên Trung Quốc nó làm số lượng và nó làm công nghệ được ấy. Chứ còn thằng em tôi nó bảo nếu mà tường vi nó mà có những cái thân thẳng tưng như này ấy, nó không bao giờ phải làm lục bình. Mẹ nó cứ trồng ra ruộng thôi. Xong rồi mai sau cây to thì nó bán làm lục bình như này vừa mất công. Xong rồi giá thì rẻ quá. Hôm trước tôi đếm cho các ông là bao nhiêu thân này rồi nhỉ? Chả biết được. Đấy, mẹ nó làm kỳ công như thế. Xong rồi bao nhiêu năm. Này, nó liền này. Liền hết rồi. Đây ở Việt Nam mình thường là không thể làm được như thế này. Không thể chờ được như thế này. Toàn bán lúa lon thôi. Mà bán lúa lon này còn được giá đắt cơ. Khi mà anh em nếu mà cùng hàng nhập Trung Quốc và cùng hàng Việt Nam sản xuất ra ấy, thì hàng Việt Nam sản xuất lại còn đắt cơ. Hàng Việt Nam sản xuất còn đắt hơn. Đây này.
Tức là nếu mà bên Trung Quốc nó mà bán 5 thì ở Việt Nam mình phải bán 10. Đấy, cùng là người sản xuất luôn. Còn đến tay người ta thì có thể bên Trung Quốc thì khi nhập một quãng đường nó xa ấy, thì nó về nó sẽ ấy hơn. Nó sẽ phải chờ thời gian để nó hồi phục. Còn Việt Nam mà bảo chờ làm được cái tường vi mà nó như thế này thì chắc là lâu lắm. Ra đây quay cho cả bạn. Các bạn đây là nho thân gỗ này. Hôm trước cô quay cho các bạn cái rượu nho thân gỗ rồi. Đấy. Đã đi bán cây rồi. Ở trên Văn Giang Xuân Quan này nhiều bán chỗ ăn cúc trúc lắm. Và không thể các bạn phải lên mạng các bạn mua. Nói bảo là lên mạng mua thì này các ông này ấy thì Văn Giang Xuân Quan này đầy bán trúc. Thậm chí nhiều nơi như Hà Nam cũng nhiều người người ta trồng được mà. Đây nha. Đây là mộc hương này nhưng mà đây là mộc hương tàu nha. Quay cho các ông nốt cái video luôn. Hay là người ta vào người ta xem là người ta muốn xem mình đánh cờ hay thế đéo nào. Đây là mộc hương này. Nhưng mà là mộc hương tàu. Đấy, quy cách làm lục bình cũng như thế này. Mộc hương ta không có như thế này đâu. Nhưng mà cây mộc hương tàu này thì lại không có cái trục ở giữa. Đây là mộc hương tàu này. Đấy, về mà các cái nhánh nó mọc dọc thân này ông xé đi. Đấy, lá to không? Lá rất to nha. Mộc hương tàu. Mộc hương tàu thì hôm trước tôi có nói rồi, có những thân nó chết này. Đấy, mà nó chết này. Đấy, nó chết là nó hở hết cả đấy ra. Núc về đẹp lắm. Đấy, cũng làm lục bình như này. Các cái thân nó đẹp như thế này, thân thẳng tưng. Và kiểu có những cây nó chết thế là thân chết đi. Thế là nó hỏng hết cả cái lục bình. Ở Việt Nam mà có những cây mộc hương ta mà thẳng tưng như này xong rồi làm được lục bình như này chờ lâu lắm. À, bây giờ như nhiều anh em là bảo là mộc hương cũng qua thời kỳ sốt rồi. Nhưng thực tế thì nói thẳng ra là vừa mới bị qua dịch. Đấy, xong trước đấy là có những tay to người ta ôm mọc vào nhiều quá thế là giá nó đẩy lên. Cũng bị bệnh hay xe đéo gì. Cái này thì nó lại làm có mấy vòng thôi. Xong rồi các thân của nó là nó chưa không liền. Còn kia là các bạn biết là các thân nó liền với nhau. Cái loại này là mới, nếu ở bên Trung Quốc là nó mới làm. Xong rồi cái loại mộc hương lục bình này nó hay bị chết. Đây. Đấy, có nhiều cây nó chết đời. Về Việt Nam bắt đầu nó chết. Đây sang bên này thì cái tùng này thì tôi nghĩ là nó dễ hơn và tùng nó không bị chết. Ra bên này lại cho các ông xem tùng lục bình. Tường vi lúc trước em mua cây 80k bằng ngón tay cái, 3 năm sau to hơn cổ chân. Thực ra tường vi nó cũng là cái dòng nhanh lớn mà. Thế tôi ngay từ đầu video tôi có nói giấu các ông đâu. Tường vi là cái dòng nó dễ sống. Nó dễ sống, dành cho người lười. Nhưng mà để làm một cái sản phẩm như cái tường vi lục bình này thì nó mất công. Nhưng mà đấy các bạn biết là mộc hương nó làm xong lục bình xong rồi còn chết. Nhưng mà tường vi này thì ít. Tường vi nó dễ sống. Tường vi này nó dễ sống. Nó này được mấy tháng mùa đông xong rồi quay như là nó ngủ đông ấy. Thế là cây nó sẽ không bị cái vấn đề là ấy. À đây, ở đây cũng có mấy cây chưa bọc. Đấy. Sao nhiều cây đẹp. Hỏi thế khó trả lời. Đấy, hôm nay tí nữa là xếp xe thì là chắc là mất đâu đó hơn tiếng. Cẩu. Xong rồi về cho con nó đi Vinhome tắm. Cho bọn trẻ con nó học bơi. Chứ còn bình thường là cái thủy nó, tôi bảo là cho nó ra sông Hồng. Nhưng mà con cái thủy bảo mất tiền đóng học rồi. Đây. Ngày xưa tôi cách đây khoảng năm đại học, năm thứ nhất à, mẹ tôi nhìn cái loại cây con này nhá. Mình bảo bây giờ mình cũng chưa biết là con này con gì. Mình bảo cái mình nhìn ra con này mình bảo là chắc là phát kiến vĩ đại, tìm ra một giống loài mới. Cái năm ấy là đại học năm thứ nhất. Trước đại học năm thứ nhất là mình như gà công nghiệp ấy mà. Đây cho các ông xem cái tùng na hán lục bình xong rồi thôi nhá. Về nhà nhanh thì thực ra là từ chỗ gì nhỉ, Bát Tràng với cả chỗ này cũng gần nhau mà. Gần nhau, còn hôm nay là nhiệm vụ chính của tôi là bốc cây này cho các bạn. Những cái tùng na hán lục bình này thì các ông thấy thì nó hơi thô. Tại vì tùng như các bạn biết thì nó đắt đấy. Còn nó không thể đẹp như cái nó không thể đẹp như cái tường vi được. Đây là cái tùng na hán này. Đấy. Tùng na hán này. Đấy các ông thấy chưa? Tùng na hán lục bình. Nhưng mà có một cái là vì tùng nó đắt cho nên là nhập nguyên như này thế nào. Các cái thân nó chưa được liền nhau này. Thân nó phải liền nhau như cái tường vi kia kìa.
Và cái này thì làm nó hơi hơi thô. Chứ còn nguyên nguyên của nó là nó phải có cái khung ở giữa. Nó đẹp. Đây quả của tùng đây. Đấy là hôm nay cho các bạn là tổng quan là tùng Na Hán này. Mấy cả mộc hương này. Mấy cả ơi con này buồn cười nhỉ. Quả này. Để tôi ăn cái tùng Na Hán này, mẹ kiến đốt. Phải chừa nó ra chứ nhỉ. Cho các ông xem là nó có ngon không nhá. Đánh cờ phải đến tối. Mẹ cái tùng quả tùng này nó cứ nhớt nhớt nhạt nhạt. Ô con cái thủy nó nó chỉnh cái này là môi đỏ chuyết này. Nó chỉnh flit thừa đéo đéo gì. Ăn cái này là, nó chỉnh này. Môi này. Ơ bọn điện thoại buồn cười nhỉ. Nôi ra đây mà nó vẫn cứ cho mình môi ở đây. Này, nôi ra đây. Ơ như kiểu bọn này nó phát hiện ra môi mình nhỉ. Cái quả tùng Na Hán này nó cứ nhớt nhớt nhạt nhạt ý. Thể nào anh em nó cứ toàn chỉnh môi nên nó đỏ khuyết thằng khuyết. Trong khi môi ông nào cũng thâm. Thằng Huấn môi cũng thâm nhưng mà nó lên ảnh là môi cứ đỏ chuyết chuyết chuyết. Mà lôi điện thoại ra nó cứ vẫn cứ tìm ra môi của mình để nó đánh phấn nhỉ. Ơ đẻo nhỉ. Đây đây là tường tùng Na Hán. Nhưng cái khung của nó thì nó không thể đẹp bằng cái tường vi được. Cao cây thì nó cũng thấp hơn. Quả thì tôi vừa ăn cho các bạn rồi. Đây quả xanh quả. Ấy đây, vừa ăn thử cái quả này rồi nhưng mà nó hơi nhớt nhớt. Nó cũng chả có cái vẹo gì. Quả trên thì nó xanh, quả dưới thì nó hồng. Đéo hiểu kiểu gì. Đấy đấy. Cái này thì nói chung là cũng không liên tưởng ra cái gì nó ấy hơn. Đây là quả tùng ở trên cây nhá. Đấy, dành cho các ông chưa biết là quả tùng nó như thế nào. Thì ban đầu xanh và khi nó chín như thế này. Đây. Đấy quả tùng đấy. Thì như thế này nè. Không phải, đây là cái máy ảnh của cái thủy. À cái điện thoại của cái thủy. Thế là phát live stream lên thế là nói. Ơ đấy. Quả tùng nhá. Chứ tôi đánh xoan mẹ gì. Bây giờ bật điện thoại lên thế là nó đã cài đặt sẵn rồi. Nó cứ tìm môi mình nó đánh đi. Đấy quả tùng nè. Đây. Hai phết à. Đấy cái loại này là người ta gieo bằng hạt. Trên bé màu xanh, dưới thì màu hồng. Đấy quả đây. Còn ăn vừa ăn cái dưới này rồi nó nhớt nhớt nhớt. Nó hơi 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 nó có nước. Nó nhớt nhớt. Đấy, cách làm tùng Na Hán lục bình bên kia. Cái thủy nó cài vào bây giờ bỏ áp ra tôi chả biết bỏ kiểu gì. Tại vì là cái ở đây thì là nếu mà phát live stream bằng cái điện thoại này nó dùng không phải là do điện thoại đâu. Đây này. Không phải do điện thoại đâu. Con mẹ. Đây này. Ở trong túi bao giờ chả có cái sạc đa năng. Con này là con iPhone 12 này. Nhưng mà con này dùng điện thoại dùng sim Viettel. Thế là nó lúc sóng lúc không. Lúc có lúc không ấy. Hôm trước bực mình lắm. Thế là con Thủy bảo là những cái chỗ này phải dùng Vina. Đấy. Còn Mộc Tàu hôm trước có nói cho các bạn rồi. Hôm nay nói về cái vấn đề bên kia nó làm lục bình. Nhưng cái hàng tùng với hàng mộc thì nó không thể đẹp bằng cái hàng tường vi được. Tường vi thì vừa rẻ vừa to vừa đẹp. Nhưng mà bị mỗi cạnh. Cái tường vi thì các bạn biết là đến cái mùa đông ấy là các bạn sẽ thấy nó như củi khô. Nhưng mà đến cứ đến mùa hè này là các bạn biết là cái mùa này nó đẹp kinh khủng luôn. Cái mùa này hầu như là nói chung là nếu mà độ và độ đẹp thì chắc là hè này thì tường vi nó cũng số má đấy. Tường vi này mới hoa giấy. Hoa giấy thì nói chung quanh năm. Còn tường vi này đến cái mùa của nó thì không thể bỏ qua được. Cứ đến hè này là ông nào biết về cây thì cũng không thể từ chối được cái việc hoa tường vi này. Nhìn nó làm khung như thế này không ạ? Quá chắc chắn luôn. Khung nó dọc theo thân đi. Ông nói còn có cái cổ. Cổ mà lục bình mà lúc ở cái nàng gốm ấy. Đấy, người ta làm gốm cũng lục bình này. Xong rồi nhà mình có mấy cái lục bình bà già mua ấy. Xong cái Thủy bảo là cái lục bình này để hút tài nọc ấy. Nhưng mà so ra thì cái giá mà chục triệu mới hơn chục triệu một cái lục bình này. Nó phải xem cái Thủy nó bán bao nhiêu nhá. Thì nói chung là rẻ. Đúng không? Đấy. Nhìn điêu lắm. Nếu mà một cái này là hơn chục triệu. Chả biết là tùy theo hứng của cái Thủy nó bán bao nhiêu. Ở đây thì thực ra là hai cỡ đấy nhưng mà. Đấy để cái Thủy nó báo giá. Ông ở trên TikTok nó có 3 số ấy, thì là trừ cái số 4586 của tôi ra thì hai cái số kia. Thì một cái cặp này không có chậu. Còn nếu về các bạn mua thêm cái chậu mà cho nó lên thì
nó như thế này. Còn cây nó cao từ cái này lên thì nó cao phải tầm 3 mét rưỡi 4 mét, từ cả phần chân chậu này lên kia phải 4 mét, gần 4 mét. Còn một cái cây bình thường như cái cây kia thì nó cũng phải, nếu mà đứng tôi đứng ở đây thì nó phải trên 3 mét đấy. Nó cũng phải trên 3 mét rồi. Trên 3 mét rồi. 2 mét của tôi chỉ đến đây thôi này. Đây, tay tôi giơ lên là 2 mét. Đây, 2 mét nó chỉ chưa đến cổ bình. Tức là lên cái cổ bình chắc là nó cũng phải tầm 2 mét 1. Đây là lên đến đây phải 2 mét 1. Nó phải trên 3 mét, 3 mét, hơn 3 mét. Một cái này này. Mặc dù ở đây có hai cỡ. Đó là báo giá sơ qua cho các bạn như thế. Còn nói chung là cũng để cho anh em chúng nó chạy quảng cáo với các thứ chúng nó bán này. Còn cái phân khúc này là phân khúc mà cái cây nó cũng là cái dòng đắt tiền và nó không phổ biến này. Không phải ai cũng bán được. Nhá, thôi được rồi, chào các bạn. 1:30. Làm gì có thời gian mà đi ngủ trưa. Mẹ còn ở đây là 1:30 là xe nó đến, thế là bốc cây lên, thế là xong rồi về cho con nó đi bơi. Chứ bây giờ tôi làm gì có thời gian nghỉ trưa đâu. Mới là lâu rồi mình cũng không có thói quen ngủ trưa. Để ngồi đây nghỉ một tí, uống nước tí, xong rồi tí nữa 1 giờ rồi này, 1:30 rồi lại phát cho công. Còn 18 phút nữa thì xe đến này. Đấy là để phát cho công. Nhá, thôi.